công ty trách nhiệm hữu hạn LGD Display Việt Nam Hải Phòng. Có địa chỉ lô E khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng. Là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, chuyên sản xuất, lắp ráp các sản phẩm công nghệ như TV, điện thoại di động, máy giặt, máy điều hòa, máy hút bụi, các thiết bị kỹ thuật số cho ô tô. Với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ và diện tích 80 ha, dự án nhà máy của LG được coi là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất Hải Phòng hiện nay, tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho lao động trong và ngoài tỉnh. Tại LG bạn được làm việc trong phòng máy lạnh 24/24, sạch sẽ, thoáng mát và an toàn. Công việc làm đứng kiểm tra màn hình điện thoại, màn hình TV, màn hình trong ô tô, tham gia vào dây chuyền sản xuất, lắp ráp. Công ty có môi trường sinh hoạt cực kỳ tốt đối với công nhân viên công ty, có khu ký túc xá miễn phí, xe buýt tiện nghi đưa đón cán bộ, nhân viên, trong và ngoài Hải Phòng, có xây dựng khu vui chơi thể thao hiện đại, trong khuôn viên công ty có siêu thị, cửa hàng tiện ích hoạt động cả ngày. Về chế độ lương thưởng công ty, thuộc top cao tại khu vực, thu nhập trung bình từ 9 triệu đến 12 triệu. Trong đó lương cơ bản 5 triệu 420.000 đồng, lương để tính tăng ca và tính bảo hiểm 5 triệu 920.000, phụ cấp công việc 500.000, đi lại 400.000, chuyên cần 200.000. Vị trí kiểm tra sẽ được nhận thêm 200.000, phụ cấp kiểm tra cộng trực tiếp vào lương tính tăng ca khi hoàn thành chứng chỉ kiểm tra. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công ty mua thêm bảo hiểm tai nạn 24/24 cho cán bộ nhân viên. Bao ăn các bữa trong ca làm việc. Công ty làm theo ca và kíp, làm 4 ngày nghỉ 2 ngày, luân phiên ngày và đêm. Ngoài ra công ty được tăng ca rất nhiều, trung bình mỗi ca làm việc sẽ được tăng ca từ 2 đến 4 tiếng. Với những chế độ tốt như vậy, LG đã thu hút được rất lớn lao động đến làm việc, vì vậy yêu cầu tuyển dụng sẽ cao hơn so với công ty khác. Yêu cầu đầy đủ hồ sơ, đối với nữ, tốt nghiệp cấp 2 trở lên, với nam tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vậy ở LG có 4 ưu điểm sau. 1. Đi lại và nhà ở, công ty có hỗ trợ ký túc xá và xe đưa đón rất thuận tiện. 2. Có không gian vui chơi thể thao, khu siêu thị hiện đại tiện lợi. 3. Được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi của người lao động. 4. Lương cơ bản tốt, lại được tăng ca nhiều, thu nhập cao. Trên đây là những đánh giá khách quan của việc làm sao phương Bắc về công ty LG Display Hải Phòng. Đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nữ có bằng cấp 2 và các bạn nam có bằng cấp 3, muốn tìm kiếm công việc thu nhập tốt, gắn bó lâu dài với công ty. Ngoài ra, việc làm sao phương Bắc đang tuyển dụng rất nhiều lao động tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội. Liên hệ ngay để được hỗ trợ nhé.